Cái nhỏ là không ai và chúng ta đều biết chín sáu để lâu bốn bốn ra thường xuyên bắt tập trung thi đấu nên em không tập trung thi đấu 76 hoặc đấu rồi ha. Trước đó 76 là đi lưu ý một lần ha. Sau khi lưu ý chúng ta quay lại cố nha. Và 76 chúng ta phải chúng ta những cái tiêu chuẩn nhất xong rồi chúng ta phải lại em tốt một bài và lưu ý tổng thời gian thi đấu để cho kè cho một cái nhất nha. Thời gian thi đấu vòng 6 còn bao nhiêu giây?